rơi nhòe trên nét chữ, nỗi nhọc nhằn vất vả lắm ai ơi. Con biết cô, người lái đò tận tụy, luôn hết mình bên từng trang giáo án, để sớm mai cho con thuyền xuôi mái và khách đò có thêm bài học hay. Hạ Vũ xin được mến chào các quý phụ huynh và các bé của nhà Kit. Hạ Vũ rất vui vì ngày hôm nay được đồng hành cùng Phúc Minh trong một cuộc talk show nho nhỏ với chủ đề Người lái đò thầm lặng. Và ngày hôm nay có mặt trong buổi trò chuyện này xin được giới thiệu chị Phạm An. Hiện chị đang là giáo viên trường tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội. Xin chào chị. Chào Hạ Vũ, xin chào các bạn nhỏ nhà Kit, xin chào các quý phụ huynh. Chị Phạm An thân mến, từ xưa tới nay thì nghề giáo vẫn luôn là một nghề cao quý trong những nghề cao quý, và đó là niềm mơ ước của rất nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ. Vậy thì không biết cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghề giáo ạ? Dạ vâng, thực ra nói đến cơ duyên thì mình nghĩ đây là một cơ duyên tiền định. Bởi vì ngay từ khi mình còn bé tí biết teo ấy, mình chưa có ý thức nhiều về nghề, thì mình đã rất là có mong muốn là sau này sẽ trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng. Và ngay từ khi còn bé tí thì mình chơi những trò chơi dân gian, mình thường hay đóng vai là cô giáo. Và rồi là lớn lên cứ thế cho đến khi mình học đại học, mình cũng làm thêm những công việc dạy học sinh và để giúp cho cái việc trang trải cuộc sống. Rồi sau này nữa, khi mà ra trường đại học thì mình cũng mong muốn được đứng trên bục giảng để dạy cho các bạn học trò. Em có thể cảm nhận được là cái niềm yêu thích công việc nghề giáo của chị nó được ươm mầm ngay từ khi còn bé. Nhưng mà em tin chắc chắn rằng là trong quá trình mà mình chập chững bước vào nghề, nhất là cái khúc mà khi mà mình còn là sinh viên, mình còn đi dạy thêm, em cho đến khi mình mới bắt đầu vào đứng giảng đường, thì em nghĩ chắc chắn là khó khăn sẽ không ít đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ với các quý phụ huynh và các bé những khó khăn mà chị trong quá trình đứng lớp được không? Dạ. Thực ra thì nghề gì thì mình nghĩ cũng có những cái khó khăn và vất vả riêng. Nhưng đối với nghề giáo thì sẽ có những cái khó khăn mang tính chất đặc thù. Mình thì được một cái ưu điểm, đó là khi mình quyết định trở thành một cô giáo thì được sự động viên, giúp đỡ, ủng hộ rất nhiều từ phía gia đình, bố mẹ. Rồi đến khi mà mình lập gia đình thì ông xã cũng là một người, là một điểm tựa để giúp cho mình theo đuổi cái công việc cũng như là mơ ước của mình. Và cái khó khăn mà mình gặp phải thường chỉ là những cái vấn đề, những cái tình huống sư phạm khi mà mình theo đuổi nghề mà thôi. Cái khó khăn đó có thể là cái việc mà gặp phải những học sinh mà các bạn ấy mất tập trung nhiều, hay là những bạn học sinh mà còn có những hạn chế về nhận thức, hay là có những học sinh mà còn có những cái hạn chế về ý thức rèn luyện nền nếp, và rất nhiều những vấn đề khác. Hoặc là có thể là một số những cái tình huống mà chưa tìm được cái tiếng nói chung giữa cô giáo với lại phụ huynh. Và mình cũng chia sẻ một chút về cái kỷ niệm mà đó là cái khó khăn mà khi mình dạy là giáo viên dạy lớp 1, mình có gặp một cái cậu học trò. Cậu ấy vướng mắc rất là nhiều cái khó khăn về khả năng tập trung, rồi là khả năng làm thế nào để mà làm theo một cái nhiệm vụ, một cái hiệu lệnh mà thầy cô giáo đã giao. Bạn ấy rất hay có những cái hành động, hành vi như là chống đối. Khi cô nói rằng là em lấy bảng ra thì bạn ấy lại lấy vở. Đấy, khi mà cô bảo bạn ấy lấy vở thì bạn lại lấy sách. Hoặc là khi cô bảo bạn ấy đứng thì bạn ấy lại ngồi. Thì bạn ấy còn gây một số những cái hành vi mà xáo trộn cái lớp học. Và mình nhớ là cái bài học hôm đấy là bài học đầu tiên khi mà các bạn ấy học phụ âm bờ và nguyên âm A. Thì cái bài học đó, cái nội dung chương trình của cái giáo án rất là dài. Và cái để đảm bảo được kết quả đấy thì học sinh cũng phải cố gắng rất là nhiều. Nhưng mà vì vướng mắc vào cái vấn đề, cái tình huống sư phạm như thế, và lúc đấy mình cảm thấy có một chút gì đó là dường như là sự bất lực ấy. Thì mình không biết làm như thế nào để mà cậu học trò của mình có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ. Và thậm chí cái nhỏ thôi, đó chính là bạn ấy ngồi vào chỗ và thật ngay ngắn và không làm ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp, để làm cho cái giáo trình, cái tiến trình dạy của mình nó diễn ra một cách trơn tru. Và lúc đấy thì mình quay lên trên phía bục giảng, và thực sự lúc đấy mình đã khóc. Và đến bây giờ khi mình kể lại cái kỷ niệm đấy thì đến bây giờ mình vẫn còn cảm thấy là thực sự đấy là một cái khó khăn mà mình gặp phải.
Mà tuy nhiên thì cái khó khăn đấy thì một thời một lúc sau một thời gian sau thì là mình cũng khắc phục được. Thế tuy nhiên thì để bạn ấy khắc phục được cái hạn chế đấy thì cả cô cũng như là trò và cả phụ huynh nữa cũng phải vượt qua rất là nhiều cái nỗ lực. Thưa quý vị, thưa quý phụ huynh và quý các bạn, đó là Hạ Vũ ngồi ngay gần chị Phạm An đây là có cảm nhận được là trong câu trả lời của chị có những cái nét xúc động ở trên ánh mắt của chị. Và thực sự điều đó làm cho Hạ Vũ cảm nhận sâu sắc hơn nữa những cái khó khăn. Nó không chỉ là một tình huống đơn giản như vậy. Có thể trong quá trình chị giảng dạy đứng lớp sẽ có nhiều hơn những em học sinh có thể là mình không chịu hợp tác với thầy cô, hoặc là có những phía áp lực từ gia đình. Và đặc biệt là khi xã hội ngày nay đang gần đến với những cái công nghệ, xã hội đang phải sống trong một thời buổi của công nghệ 4.0, thì việc cha mẹ phụ huynh kết hợp với nhà trường để có thể uốn nắn và dạy dỗ các bé thì nó cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng nhiều hơn nữa. Và khó khăn có lẽ là không thể nào không nhỏ mà đếm xuể. Và mấy ai biết đến được những khó khăn thầm lặng của các cô giáo. Tuy nhiên thì ở trong những cái khó khăn đấy, chị Phạm An vẫn vượt qua. Và hiện nay chị vẫn đang tiếp tục hành trình đứng lớp với 8 năm trong nghề rồi, và gặt hái được không ít những thành công. Điều đó làm cho Hạ Vũ nghĩ tới là những niềm vui bên cạnh những khó khăn để giúp chị luôn được tiếp sức, luôn tiếp được có thêm những động lực trong nghề giảng dạy của mình. Chị Phạm An có thể chia sẻ cho Hạ Vũ được thêm những thông tin về những câu chuyện bên cạnh những cái khó khăn của mình. Chắc chắn là những niềm vui trong nghề sẽ không ít, đúng không ạ? Dạ vâng, thực ra những cái khó khăn của nghề giáo cũng chính là cái điểm tựa để mình có được cái niềm vui. Và cái niềm vui mà mình nhận được rất là nhiều. Ví dụ như cái niềm vui nó đến chỉ là những cái rất là nhỏ thôi, như là những cái bài văn mà các bạn ấy miêu tả về cô. Trong đó có những cái câu chuyện bạn ấy kể rằng là bạn ấy nhớ lại những kỷ niệm mà em lạnh, em bị rét, rồi là cô mặc áo cho em ra làm sao, hay cô chăm em như thế nào. Rồi là kể cả những cái chia sẻ từ phía phụ huynh khi trao đổi lại với cô giáo rằng là con về nhà con rất là yêu cô, chăn từ tầng 4 cho đến tầng 1, lúc nào con cũng vẽ cô, rồi con treo khắp các cầu thang. Những câu chuyện như thế thì khiến cho mình có thêm cái động lực để yêu nghề hơn. Hoặc là cũng có thể là khi mình vừa bước chân đến trường thì có một đàn con chạy ra và ôm lấy cô, rồi gọi ra ô mẹ An, rồi ôm lấy cô. Mà lúc đấy thực sự trong lòng mình thật là nghẹn ngào. Đấy là những cái niềm vui mà thực sự là không thể kể hết. Và mình kể ra đây chỉ là những cái mà nho nhỏ để chia sẻ tới Hạ Vũ cũng như là các bạn nhỏ hoặc là các bậc phụ huynh, cho thấy được là cái niềm vui mà mình đã chọn nghề. Quả thực đó là niềm vui vô bờ bến, thưa quý vị. Bởi vì niềm vui đấy chúng ta càng thêm khẳng định cô giáo như mẹ hiền. Và cô giáo có một đàn em thơ chính là các học trò mà các cô luôn dày công có thể vun đắp nên những mầm non của đất nước. Những niềm vui mà chị Phạm An vừa chia sẻ với quý phụ huynh và các bé làm cho Hạ Vũ nghĩ tới ngay tới câu khẩu hiệu của trường, đó là đi học là niềm hạnh phúc. Thì em rất là muốn nghe thêm cái chia sẻ của chị về cái câu slogan này của trường mình. Và em rất là muốn hỏi chị Phạm An là bằng những niềm vui đứng lớp như vậy thì cách mà chị truyền lửa cho các em để các em yêu hơn những bài vở, yêu hơn những con chữ trong quá trình học tập của mình là gì ạ? Dạ, với học sinh của mình thì cái cách đầu tiên của mình không phải là một cách gì quá là cao siêu, mà mình nghĩ cái đầu tiên đó chính là xuất phát từ trái tim, cái tình yêu của một người mẹ dành cho các con. Và điều thứ hai mà mình hướng đến đó là học sinh của mình khi đến lớp được thoải mái trải nghiệm, được hoạt động, được thoải mái vui chơi. Và ngay cả cái việc mình ví dụ đơn giản như là trong lớp mình thì mình xây dựng hai cái tủ gọi là góc truyện đấy ạ, hai cái tủ sách, và mỗi cái tủ sách đó đều được làm mới vào mỗi một đầu kỳ học. Và các bạn ấy hoàn toàn có thể thoải mái đọc truyện vào khi thời gian rảnh rỗi. Và đặc biệt là cái nội dung sách truyện của mình thì thường được cập nhật với những nội dung sách của ví dụ như Hạt Giống Tâm Hồn, hay là một số những thể loại sách truyện ngắn mà mang lại cái ý nghĩa lớn, hoặc là trong những cái câu chuyện mà lồng ghép những cái bức tranh ảnh sinh động, hoặc là cũng là những câu chuyện mà bồi đắp thêm bồi dưỡng thêm cái tâm hồn, hay là bồi đắp thêm cái kỹ năng, rồi có thể là tạo sự gắn kết giữa cô với trò, giữa phụ huynh với lại các con. Và cái sách mình được biết là ở nhà Kit Phúc Minh cũng có một cái tủ sách tương tự như thế. Và hiện tại thì lớp mình cũng đã sử dụng rất là nhiều những cái đầu sách mà Phúc Minh đã xuất bản.
Em có thể thấy được rằng là việc đọc sách cũng là một cách để chị truyền lại cái cảm hứng yêu sách vở, yêu bài học của các con. Và đặc biệt là những nội dung ở trong sách luôn là một nguồn cảm hứng bất tận, không chỉ dành cho cô giáo mà dành cho tất cả các em học sinh, thậm chí là các cả bậc phụ huynh nữa. Bởi vì nội dung của tất cả những trang sách truyện đều có mang một tính nhân văn, ý nghĩa, những bài học, kỹ năng nó ngoài nội dung giáo dục nhà trường và còn đi xa hơn, đó là giáo dục nhân cách và hoàn thiện cho các em. Rất cảm ơn những chia sẻ của chị Phạm An. Kính thưa các quý phụ huynh, thưa các bé của nhà Kít, vừa rồi chúng ta đã có một cuộc chia sẻ rất là gần gũi thân mật với chị Phạm An, cô giáo trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội. Và thay qua đây thì Hạ Vũ cũng như nhà Kít đã phần nào giúp được các quý phụ huynh và các bé hiểu hơn về những khó khăn, vất vả cũng như những niềm vui trong nghề giáo. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể hiểu hơn được cách mà những người thầy, người cô vẫn hàng ngày truyền lửa cho các em để các em yêu hơn những trang sách, yêu hơn việc học tập mỗi ngày. Đến đây thì thay mặt nhà Kít xin được cảm ơn chị Phạm An và chúc cho chị Phạm An sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Chúc cho ngọn lửa yêu nghề của chị sẽ luôn rực cháy và ngày càng ươm thêm được những mầm non tương lai của đất nước. Và trước thềm ngày 20 tháng 11 sắp tới gần, thay mặt nhà Kít, Hạ Vũ xin được gửi lời chúc tới các thầy giáo, cô giáo, chúc cho những người lái đò thầm lặng một ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tràn đầy ý nghĩa. Còn bây giờ, Hạ Vũ và chị Phạm An xin chào và hẹn gặp lại.